Kính thưa quý vị, tài chính ở mức trên dưới 6 tỷ quận Đống Đa có nhà mới xây thang máy hiện đại không? Nếu có thì nhà nó như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong video này. Cảm ơn quý vị đã luôn tin tưởng, ủng hộ, theo dõi kênh của Thiện. Ngôi nhà quý vị đang xem thì có độ cao là 5 tầng, hiện trạng là mới xây. Nhà trên đất có kích thước chiều ngang là 3m9. Diện tích là 42m2, chiều sâu vào là xấp xỉ 11m ạ. Quan sát ở tầng 1 thì gia chủ trang bị cơ bản. Cửa chính bao gồm một lớp cửa cuốn và một lớp cửa 4 cánh chất liệu là gỗ lim Nam Phi. Pháp lý sạch, đầy đủ giấy tờ là những cái đặc điểm về pháp lý của tài sản này. Quý vị quan tâm mà đi đến được chung kết, người bán người mua gặp nhau thì có thể là công chứng giao dịch ngay mà không bị ngăn trở gì. Nhà này là xây mới hoàn toàn, chưa có người ở. Hiện tại thì chỉ có một bác ở đây là họ quản lý trông coi nhà thôi, chứ không phải là chủ chính thức nhập trạch về. Trong nhà này thì gia chủ thiết kế là có thang máy ạ. Nhà có ít tầng nên là thang máy cũng là loại phù hợp. Thang này thì có sức chứa là 5 người. Trong 5 tầng của nhà thì gia chủ bố trí như sau ạ. Ở tầng 1 thì phía trong là bếp, rồi sau đó là thang bộ, thang máy, phòng khách. Lên tầng 2, 3, 4 thì mỗi tầng một phòng. Trong các tầng 2, 3, 4 thì cả phòng ngủ và cả phòng vệ sinh thì đều rộng rãi ạ. Tầng 2, 3, 4 giống nhau nên em xin phép là quay tầng 3, tầng 4 thôi ạ. Tầng 2 thì họ đã để một chút đồ nên là không tiện lắm ạ. Lên tầng 5 sẽ là gian thờ, sân thượng và chỗ giặt. Về cái giá nhà thì hiện tại chính chủ đang chào bán là hơn 6 tỷ một chút có thương lượng. Giá cả thì tương đối thôi vì còn có thương lượng thỏa thuận, thuận bán vừa mua. Chứ mua bán nhà thì cũng không ai lấy cả. Quý cô chú anh chị nào mà đang cần tìm mua tài chính là từ 5 đến 6 tỷ, trên dưới 6 tỷ thì xin mời đến xem và thỏa thuận. Tài sản này thì cũng có địa thế nằm ở địa chỉ mặt ngõ. Từ phố đi vào là thẳng tắp, không có ngoặt nào cả. Bất động sản nhà phố quý vị đang xem thì nằm ở địa bàn quận Đống Đa, gần ngay ngõ từ giữa xã Đàn và Phạm Ngọc Thạch. Chúng ta cứ định vị là nhà ở xã Đàn cho dễ hình dung ạ. Ở đây là gần ngã tư xã Đàn Phạm Ngọc Thạch, gần với hầm Kim Liên. Và đương nhiên như thế là gần với ngã tư xã Đàn Đại Cồ Việt Lê Duẩn Giải Phóng rồi ạ. Địa điểm này cũng gần với khu Hồ Ba Mẫu, Hồ Bảy Mẫu, tức là khu công viên Thống Nhất, gần Đại học Bách Khoa Kinh tế Quốc dân hay là Vincom Phạm Ngọc Thạch. Cái hướng cửa chính của nhà là hướng Đông Nam ạ. Quý cô chú anh chị nào đang quan tâm đến các sản phẩm nhà đất đang bán tại Hà Nội thì xin cứ liên lạc Thiện để tham khảo và có lựa chọn thêm nhé. Nhà chúng ta đang xem đây thì diện tích là 42m2 x 5 tầng, mặt tiền 3m9, có thang máy, mỗi tầng một phòng rộng. Cửa tiền là trên dưới 6 tỷ có thương lượng. Vị trí là gần với đường chính phố xã Đàn, trung tâm quận Đống Đa. Để xem nhà thì xin vui lòng gọi Thiện nhé. Em xin trân trọng cảm ơn và chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại ở những video sau. Kính mời quý vị quan tâm đến căn này sẽ tiếp tục xem các tầng trên ạ.